Xin chào anh em. Lại cái vấn đề mà đổ xe vài chục củ. Anh em thì có người thì khen đẹp, có người thì kêu là phí tiền. Thì có anh em còn lên kêu á, nếu mà cái số tiền mà đổ giống như con xe hôm qua 100 củ thì tao mua phân khối lớn chạy. Xin thưa với mấy anh là mấy anh đó có khi là anh có mấy chiếc phân khối lớn ở nhà rồi. Nên là cái vấn đề anh thích đổ xe nhỏ thôi chứ không phải đổ phân khối lớn. Ok, bây giờ mình sẽ review cho anh em một chiếc xe mà đổ cũng khá là nhiều đồ chơi rồi. Thì như anh em thấy phía trước đó là một con Raider sai chia em. Một con Raider đó, mà Raider với sai chia thì y chang nhau, khác gì đâu, khác nhau cái tên anh em ha. Thì con này á, thứ nhất là lên một cái bộ upside down nha. Bộ upside down này thì hồi xưa mà lên bên trọng tím thì nó nằm đâu đó khoảng 17 củ nha. Rất là đẹp luôn. Thì khi mà anh em lên cái bộ upside down này á, nó sẽ có một cái lợi thế, đó là gần như là nó phục hồi và nó khắc phục chứ, nó khắc phục hết những cái lỗi mà thuộc hành trình bình thường không có thể làm được. Nó rất là đầm, thứ nhất nó đầm chắc tại vì cái ti của nó là lên tới 50 mấy lần đó, cái đường kính của cái phuộc này 50 mấy lần nên nó rất là tốt. Cái thứ hai nữa là đồ nhún rất là êm ái đó. Thì trong cái này là khoảng 17 củ. Cái thứ hai đó chính là cái bộ smart key. Cái bộ smart key này thì tùy theo từng hãng nha má, có bộ dao động từ 3 củ cho tới khoảng 4 củ mấy thì đi là ngon lành rồi. Tiếp theo đó là cặp Rambo. Thì tay Rambo RCS19, cái này bấm là dính em ha. RCS19 thì căng lắm. Tay này thì hiện tại bây giờ là khoảng 6 củ một tay đó. Và bên này thì anh chủ xe chơi lớn là chơi nguyên bộ con dầu. Thay vì anh em xài con dây đúng không, thì cái này lên luôn một bộ con dầu. Mình sẽ review con dầu nó hoạt động cho em coi ha. Thì mình em bóp ở đây thì ở dưới này á, cái cần côn nó sẽ kéo này, anh em thấy không, nó sẽ kéo này, cắt côn ở đây, côn dầu nó chỉ hoạt động đơn giản như vậy thôi đó. Và bóp nhẹ nhé, mà bóp không đến nỗi nặng nhá, bóp rất là nhẹ nhá. Đó, hoặc là xong cái phần trước thì nguyên cái bộ côn dầu này thì cái ben côn dầu này nó hơn 2 củ này, và cái tay RCS14 bên côn này bây giờ giá hiện tại cũng hơn 6 củ một tay anh em ha. Đó là xong phần phía trước. Phía sau này thì anh chủ xe có đi một con Rambo logo lớn. Con Rambo logo lớn thì giá hiện tại bây giờ nó khoảng hơn 2 củ một xíu. Một cây phuộc Olin. Đó, nhìn thấy phuộc Olin là thấy đẹp trai đấy nhá. Phuộc Olin thì giá bây giờ là hơn 10 củ, đâu đó khoảng 12 củ mấy ấy, giá hiện tại bây giờ. Đó, có phuộc Olin. Con xe này nhìn sơ sơ vậy chứ lên cũng khá nhiều đấy nhá. Phía trước thì có gì? Phía trước thì có dĩa Fando. Dĩa Fando này thì giá nó 2 củ 8 một cái. Và con Rambo với cái bát này, cái dây dầu cũng gần 4 củ nha nha. Đó, anh em thấy khá tiền chưa? Và đặc biệt á, là xe này có lên một cặp mâm đầy Tona. Cặp mâm đầy chủ xe lười, có không có rửa như giờ hay luôn này. Đó, thì cặp mâm đầy Tona này mà gắn xong xuôi lên xe, dĩa trước, dĩa sau này xong xuôi á, bỏ xe thì nó cũng gần chục củ nữa nhé. Hơn chục củ chứ, thì chắc hiện tại giờ hơn chục củ nha. Đó là trọn bộ. Thì đối với anh em, nếu mà anh em mà có 7-80 củ như vậy thì anh em có dọn xe như anh trai này không? Anh em cho mình xin ý kiến phía bên dưới ha. Anh em đừng nói Raider không có người chơi. Raider bây giờ còn rất là nhiều anh em chơi ha, và vẫn giữ lại được cái xe cho mình. Đó. Chứ bây giờ mình thấy là những anh già già mà chơi Raider là gần như bán xe hết rồi. Nói chung là cái thời mình là 2014 thì rất là nhiều những anh chị mà tầm khoảng 45-50 tuổi trở lên chơi xe thì hiện tại bây giờ bán hết rồi. Lý do là đúng một lý do duy nhất thôi, đó chính là Raider trẻ trâu quá. Lý do tại sao trẻ trâu? Tại cứ bước ra đường à. Anh em mà không tin ấy, anh em mà đi Raider chỉ cần bước chân ra đường thôi là có người gạ đua liền, chắc chắn 100% luôn. Đúng nghe. Đúng. Raider bước chân ra đường là gạ đua liền, tại máy nó mạnh quá mà. Những con xe khác mà muốn thử muốn test thì chỉ có là lôi Raider ra để test thôi. Và từ đó nó xảy ra một cái vấn đề là anh em chơi Raider là suốt ngày bị gạ đua và mang một cái tiếng là xe trẻ trâu. Khổ vậy đấy nha. Rồi, như vậy nha má, anh em mà muốn dọn xe bảo dưỡng bảo trì thì có thể ghé mình nha. Thank you anh em.